tiếng cười rộn rã một miền quê. Làng nghề mật mỉa quê bên dòng sông Dinh thơ mộng đang đổi thay từng ngày. Ta đã về đây trên đất mẹ yêu thương, nghĩa hơn hôm nay trên đường đổi mới, rào trực cờ hoa lòng người phấn khởi. Xin gửi lời chào bè bạn gần xa, ngày hội thắng nở muôn hoa, hát vang câu hát người ca nghĩa tình, tự hào truyền thống quê mình, ngọt thơm đường mật được tình trước sau, từ trong gian khó ngọt bùi, làng nghề mật mía vững vàng tiến lên, lời ca tiếng hát vang xa, vui trong ngày hội cho ta với mình. Ở trong bao gian lao ta vui rừng xây, tròn niềm vui câu hát ân tình. Ở bên nhau ta vui về đây, giữ đẹp mùa xuân từ trong câu hát, mời bạn qua nhịp cầu nối những vòng tay, trao rừng hân hoan mừng ngày hội lớn. Quê mình xứ nghệ rộn rã giữa mùa xuân, hãy cùng nắm tay xây dựng quê nhà, hãy cùng quyết tâm giữ cho niềm tin. Nghĩa Hưng quê em bên dòng sông Dinh thương nhớ, nước xanh trong vời vợi tuổi thơ. Một miền quê nghĩa tình muôn thuở, nặng hạt phù sa cho mía ngọt lịm đường. Quê hương em Tân Bình khe xanh làng mới, làng thị hôm nay cuộc sống mới đang trào dâng. Cô gái lằng găng thương ai bao vất vả, chát mặn phù sa dâng trái ngọt cho đời. Quê hương em Lam Hồng đồng cần thuở ấy, đất nông trang cuộc sống đang bừng lên. Em và anh nguyện cùng nhau xây dựng, cho Nghĩa Hưng mình bừng sáng hướng tương lai.
chào đón tất cả quý vị và bà con xã Nghệ Hưng, huyện Nghệ Đàn đã đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và bà con thân mến, cùng với những bãi mía bạt ngàn xanh tốt, Nghệ Hưng từ lâu nổi tiếng với nghề làm mật mía. Và ngày hôm nay, cùng với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, quê mình xứ Nghệ có dịp giới thiệu tới quý vị những nét đẹp văn hóa cũng như là nghề truyền thống của xã Nghệ Hưng, huyện Nghệ Đàn. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay, những người sẽ góp phần làm nên những phần thi hấp dẫn, sôi nổi và đầy kịch tính trong sân chơi quê mình xứ Nghệ. Và chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi. Đội đầu tiên đến từ Làng Thị, xin chào các bạn. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội chơi đến từ đội Làng Mới. Thưa quý vị, mặc dù chơi cho quê mình xứ Nghệ đã diễn ra tại một cái không khí rất là thời tiết thì rất là nóng, nhưng mà chúng tôi đã cảm nhận được một cái không khí rất hào hức tưng bừng của tất cả quý vị và bà con ở đây. Và tất cả khán giả truyền hình đang rất muốn biết các cổ động viên của xã Nghệ Hưng, huyện Nghệ Đàn ở đâu ạ? Xin chào các bạn. Vâng, và không biết rằng cùng với sự cổ vũ rất nhiệt tình của quý vị và bà con ở đây thì tinh thần của đội Làng Thị đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ là như thế nào ạ? Làng Thị quyết thắng. Còn đối với đội Làng Mới thì như thế nào ạ? Tinh thần của đội Làng Mới là gì ạ? Một bên là tự tin quyết thắng, còn một bên là đội Làng Mới vui là chính và thắng là tốt. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi rất là hy vọng là cả hai đội của chúng ta sẽ thể hiện nỗ lực quyết tâm trong sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, và đến tham dự với sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghệ Đàn. Và tới tham dự với chương trình ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Cảnh Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Và xin trân trọng giới thiệu ông Võ Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghệ Đàn. Tới tham dự với chương trình còn có đại diện các phòng ban ngành của huyện, xin được nhiệt liệt chào đón. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Xuân Lộc, Trưởng phòng Văn nghệ Giải trí, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Hường, Bí thư Đảng ủy xã. Trân trọng giới thiệu ông Phan Phúc Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, nhà tài trợ chính của chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Công Thư. Và đặc biệt, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị và bà con xã Nghệ Hưng, huyện Nghệ Đàn đã đến tham gia và cổ vũ cho sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, Thu Hằng xin được chúc cho cả hai đội, đội Làng Mới và đội Làng Thị sẽ thi đấu hết sức mình trong sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời cả hai đội chúng ta sẽ bước vào trong để chuẩn bị cho các phần thi tiếp theo. Thưa quý vị và bà con, xã Nghệ Hưng, huyện Nghĩa Đàn đang phấn đấu về đích để đón chuẩn xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016 này. Cũng chính bởi vậy mà sân chơi quê mình xứ Nghệ thực sự có ý nghĩa với bà con nơi đây. Và trong chương trình ngày hôm nay, cùng với các phần thi sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính, chúng tôi rất mong muốn giới thiệu tới quý vị những nét đẹp văn hóa vùng quê này. Và ngay bây giờ, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính thức của sân chơi quê mình xứ Nghệ, xin mời tất cả quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng nơi đây qua đoạn clip ngắn. Mặc dù là xã cách xa trung tâm của huyện Nghệ Đàn, nhưng những năm gần đây, với sự nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Nghệ Hưng, huyện Nghệ Đàn đã có nhiều đổi thay. Tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh, của huyện và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, các công trình đường giao thông, kênh mương, hồ thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm đã được nâng cấp. Đến nay, xã đã hoàn thành kế hoạch xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn vào năm học 2014-2015. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nhắc đến Nghĩa Hưng, nhiều người biết đến thương hiệu mật mía Làng Găng, vốn từ lâu nức tiếng xa gần bởi hương vị thơm ngon sánh mịn. Từ việc duy trì nghề ép mật truyền thống, đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng lên. Làng Găng có hàng chục gia đình theo nghề nấu mật mía, gồm các xóm 12, 13, 14 và 15 của xã. Với chất lượng nổi tiếng, các thương lái đã đến tận nhà dân để nhập mật. Mật mía Làng Găng tiêu thụ khắp mọi nơi, không chỉ trong tỉnh Nghệ An mà còn được người tiêu dùng ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ưa dùng. Bên cạnh phát triển làng nghề truyền thống, xã cũng khuyến khích nhân dân chuyển đổi ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung.
khuyến khích một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả truyền thống như chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số cây chuyển đổi như trồng cây ngô cung cấp cho trang trại TH, trồng cây nguyên liệu gỗ cho nhà máy gỗ MDF, v.v. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đi xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập, thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững. Xã đang phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 này. Thưa quý vị và bà con, qua đoạn clip ngắn vừa rồi, chắc chắn chúng ta đã cùng cảm nhận được những nét khởi sắc văn hóa của xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn ngày hôm nay. Cùng với công việc quen thuộc hàng ngày, đó chính là chặt mía, kéo mía và về làm mật, thì ngày hôm nay những công việc quen thuộc đó cũng sẽ là một thử thách cho cả hai đội. Bằng cái công việc đầu tiên, đó chính là việc đi cầu khỉ và gánh mía. Ở cái phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 5 thành viên. Nhiệm vụ của mỗi thành viên đó chính là gánh những cái bó mía mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đi qua chiếc cầu khỉ này trong vòng thời gian 2 phút. Nếu như đội nào mà gánh được nhiều hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Việc gánh hai cái bó mía trên vai rất là nặng, thì không biết là cả hai đội của chúng ta có hoàn thành thật tốt cái công việc của mình hay không. Và trước hết thì cả hai đội của chúng ta hãy cùng thể hiện cái sự quyết tâm của mình bằng cái việc là bắt tay cùng với nhau ạ. Và bây giờ thì xin mời cả hai đội chúng ta về vị trí xuất phát ạ. Xin được hỏi là cổ động viên của Lăng thì ở đâu ạ? Cổ động viên của đội Lăng mới ạ. Tất cả mọi người đã sẵn sàng. Xin mời cả hai đội chúng ta vào vị trí xuất phát. Chị ơi, chị thấy cái bó mía này có nặng không chị? À, cũng nặng. Nặng nhưng mà đối với chị có cảm thấy khó đối với thử thách này không? Không, cũng bình thường. À, đây cái công việc hàng ngày này chắc là cũng đã quen thuộc với chị rồi đúng không ạ? À, ở nhà thì không phải gánh thế này nhưng mà lên đây thì cuộc vui chơi. Vâng, chúng ta sẽ cùng bước vào thử thách này nhá. Và ngay bây giờ, 2 phút cho phần thi gánh mía qua cầu khỉ bắt đầu. Hai đội lưu ý là khi thành viên đầu của mình về rồi đến nơi thì những thành viên còn lại mới được đi tiếp ạ. Vâng, và chúng ta nếu như đội nào hoàn thành trước công việc thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng ạ. Và ngay lúc này tôi thấy là vâng, như vậy là đội Làng Mới đã hoàn thành công việc trước ạ. Như vậy là ở phần thi này thì đội Làng Mới đã hoàn thành xong gánh 5 bó mía về sớm hơn đội Làng Thị. Cũng chính bởi vậy mà ở phần thi này, đội Làng Mới đã giành được 10 điểm ở phần thi đi không? Và chúng ta đến đây với tinh thần vui là chính, cũng bởi vậy mà cả hai đội cùng chúng ta hãy vui vẻ lạc quan lên đúng không ạ? Đội Làng Thị hãy cố lên nhá. Một lần nữa xin cảm ơn cả hai đội và xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị ba con ạ. Thưa quý vị và bà con, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai trong phần thi vui là chính. Trò chơi có tên gọi bịt mắt bắt vịt. Ở trò chơi này thì mỗi đội sẽ có một thành viên và thành viên của mỗi đội sẽ bị bịt mắt cùng với những chú vịt mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trong vòng thời gian 1 phút. Đội nào bắt được nhiều vịt nhất thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Tất cả quý vị và bà con hãy cho họ một tràng vỗ tay đi ạ. Và ngay bây giờ, 1 phút cho phần thi bịt mắt bắt vịt bắt đầu. Cảm thấy cái trò chơi này có mệt không anh? Mệt. Anh cảm thấy cái thú vị nhất của cái trò chơi này là gì ạ? Ui, đứng chụp được ấy. Cả chi nữa đây. Wow. Vâng ạ, và theo như kết quả mà chúng tôi vừa nhận được thì cả hai đội, đội Làng Thị và đội Làng Mới đều bắt được 2 con như vậy ở phần thi này. Mỗi đội đều giành được 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Thưa quý vị và bà con, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo có tên gọi kiến thức nhà nông. Ở phần thi này thì cả hai đội sẽ lần lượt trả lời 5 câu hỏi liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, lịch sử văn hóa và xây dựng nông thôn mới ở xã Nghĩa Hưng. Với mỗi câu trả lời đúng thì mỗi đội sẽ giành được 2 điểm và tổng điểm của phần thi này sẽ là 10 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên.
Câu hỏi số 1 như sau: mục tiêu quan trọng nhất của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là gì? A. Nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân vùng nông thôn. B. Giảm nghèo bền vững. Và xin mời cả hai đội đưa ra phương án của mình. A. Rồi, cả đội Làng Mới và đội Làng Thị đều đưa ra phương án là A. Và xin chúc mừng, đây là đáp án chính xác của chúng tôi ạ. Câu hỏi số 2: hiện nay xã Nghệ Hưng đã đạt được mấy tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và đang còn bao nhiêu tiêu chí chưa đạt? A. Có 19 tiêu chí, Nghệ Hưng đã đạt 14 tiêu chí, đang còn 5 tiêu chí chưa đạt. B. Có 19 tiêu chí, Nghệ Hưng đạt 15 tiêu chí và đang còn 4 tiêu chí chưa đạt. Xin mời cả hai đội đưa ra phương án lựa chọn của mình. Cả hai đội một lần nữa lựa chọn phương án là B. Và xin chúc mừng bởi vì đây cũng là đáp án chính xác của chúng tôi. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Tính đến hết năm 2015, xã Nghệ Hưng chúng ta đã có bao nhiêu làng được công nhận là làng văn hóa? A. 11 làng. B. 9 làng. Vâng ạ, như vậy đội Làng Thị đưa ra phương án là A. Đội Làng Mới lựa chọn phương án là A. Và đây cũng là một đáp án chính xác của chúng tôi. Xin chúc mừng cả hai đội. Câu hỏi số 4 như sau: xây dựng gia đình văn hóa gồm bao nhiêu tiêu chuẩn? A. 4 tiêu chuẩn. B. 3 tiêu chuẩn. Xin mời cả hai đội đưa ra phương án ạ. Đội Làng Thị đưa ra phương án là B. Và đội Làng Mới đưa ra phương án là B. Và xin được nói lời chúc mừng bởi vì đây cũng là đáp án của chúng tôi. Xây dựng gia đình văn hóa gồm có 3 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Thứ hai là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Thứ ba là tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng ạ. Xã Nghĩa Hưng được thành lập vào năm nào? A. Năm 1955. B. Năm 1965. Rất là nhanh, đội Làng Thị đưa ra phương án là B. Đội Làng Mới đưa ra phương án là B. Và đương nhiên rồi, đây cũng là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng cả hai đội. Thưa quý vị, như vậy là cùng với việc trả lời chính xác cả 5 câu hỏi ở phần thi kiến thức nhà nông thì cả đội Làng Thị và đội Làng Mới đều giành được 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và bà con đã quay trở lại với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay được diễn ra tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn cùng với sự tài trợ của nhãn hàng phân bón Phú Mỹ. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị bà con chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo có tên gọi Khéo Tay Hay Làm. Và ở phần thi này, cùng với những đôi bàn tay khéo léo, chúng ta sẽ cùng được cảm nhận về những cái nét đẹp đặc trưng văn hóa của vùng quê này, đó chính là nghề làm mật. Và ngay bây giờ ở phần thi này, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi có tên gọi là Rót Mật Vào Chai. Nhiệm vụ của mỗi đội như sau: mỗi đội sẽ có 3 thành viên và các thành viên của sẽ làm cái nhiệm vụ đó là rót mật vào chiếc chai này và sẽ dán cái mác. Trong vòng thời gian 3 phút, đội nào hoàn thiện được nhiều hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Ở cái phần thi này thì các chị sẽ phải đứng lên ạ. Các chị sẽ phải đứng lên để rót mật vào ở đây và cùng với cái sự khéo léo của mình để cho mọi người có thể cảm nhận được những cái nét đẹp của cái đường mật khi mà đi vào chai này. Và trong cái quá trình các chị lưu ý đó là nếu như đội nào mà rót được nhiều mật hơn và dán được nhiều mác hơn thì giành chiến thắng. Tuy nhiên, cái đội nào mà cái lượng mật đổ ra ngoài chậu này ít hơn thì đội đó cũng sẽ giành phần chiến thắng. Và cái phần này thì chúng tôi rất cần cái sự hỗ trợ từ ban cố vấn của chương trình. Ngay bây giờ thì xin mời cả hai đội chúng ta bước vào vị trí để chuẩn bị ạ. 3 phút cho phần thi rót mật vào chai bắt đầu. Ở phần thi này thì mỗi đội đều có cái sự phân công của mình. Một người sẽ có nhiệm vụ là rót mật vào chai, một người sẽ có nhiệm vụ là lau mật và một người nữa sẽ có nhiệm vụ là dán mác. Và theo như quan sát của Thu Hằng thì cái lượng mật đổ ra của đội Làng Thị là khá nhiều ạ. Trong khi đó thì đội Làng Mới dường như là cái bàn tay của chị khéo léo hơn cho nên cái lượng mật đổ ra ngoài thì ít hơn. Ra
Chị ơi, chị cho em hỏi là cái nghề làm mật mía của mình có từ bao lâu rồi chị? Cách đây 40 năm đây chị ạ. 40 năm ạ. Và để làm ra một cái sản phẩm là cái mật mía như thế này thì là mình sẽ trải qua bao nhiêu công đoạn hả chị? Phải trước hết là phải trồng, sau đó là chúng ta thu hoạch về. Về đây là ta sẽ ép lấy nước, nước sẽ bắt lên lo. Chúng ta đun sôi, lỏng thật kỳ. Đó là đóng nắp cẩn thận. Khi mà mình đun sôi lên thì trong khoảng thời gian bao nhiêu thì ra cái sản phẩm mật mía này chị? Đi khoảng 2 tiếng đúng không? Dạ. Chị ơi, chị trung bình mỗi ngày thì nhà gia đình của mình làm được bao nhiêu chai mật mía như thế này chị? Trung bình mỗi ngày làm được 500 lít ạ. Một chai mật như thế này mình bán ra thị trường khoảng bao nhiêu tiền hả chị? 20.000 đồng một chai ạ. Và bây giờ sẽ chỉ còn 10 giây nữa thôi ạ. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đếm ngược với Thu Hằng ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời cả hai đội dừng lại ạ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời các thành viên của ban cố vấn sẽ đi kiểm tra kết quả về số lượng cũng như chất lượng của cả hai đội ở trong phần thi rót mật mía vào chai ạ. Thì trò chơi rót mật vào chai thì như vậy là đội Lân Thị là rót được 7 chai và đội Lân Mới là rót được 6 chai. Nhưng mà đội Lân Thị rót để lãng phí mật nhiều quá. Như vậy là phần thắng sẽ riêng về cho đội Lân Mới. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban cố vấn. Và ở phần thi này thì đội Lân Mới đã giành được 10 điểm. Xin chúc mừng đội Lân Mới. Và đội Lân Thị ở phần này chỉ được 5 điểm thôi ạ. Và chúng ta sẽ cùng cố gắng ở những phần thi tiếp theo. Quý vị và bà con thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo trong phần thi kéo tay hay làm có tên gọi nấu mật thành đường phên. Đây cũng chính là một trong những nghề truyền thống của bà con ở nơi đây. Ở phần thi này, trong vòng thời gian 10 phút, mỗi đội sẽ có 3 thành viên tham gia và cả hai đội cùng với những nguyên vật liệu mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn thì đội nào mà nấu được thành những cái nguyên liệu đường phên này nhiều hơn, đảm bảo chất lượng hơn thì đội đó giành phần chiến thắng. Và ngay bây giờ, thời gian cho phần thi nấu mật thành đường phên bắt đầu. Bác ơi, cho cháu hỏi một chút là cháu thấy là có cái sự khác biệt với hai cái bếp của hai đội ạ. Bác có thể giải thích cho cháu một chút về điều này được không ạ? Bếp đội tôi là bếp truyền thống. Còn ở bên kia người ta có thể người ta làm giả chiến. Và đối với cái bếp truyền thống này thì nó có điều gì hơn với cái bếp kia không bác? Nói chung cái này thì nó được cái là nó không mất nhiệt. Mà cái sản phẩm nó ra đẹp hơn. Bác ơi, vậy cho cháu hỏi là cái làm cái đường phến này của gia đình mình có từ lâu chưa ạ? Cái nghề này nếu mà nói gia đình tôi làm thì không thể tính năm được. Mà phải tính đời, có nghĩa là đến đời tôi là đã đời thứ năm. Để làm một cái đường phến như thế này thì trong cái quá trình mình quẩy mật như thế này thì nó có yêu cầu kỹ thuật gì không hả bác? Yêu cầu kỹ thuật là hàng tốt, đồng thời là kỹ thuật lấy nó mình phải đúng đồ. Đấy. Riêng cái đặc biệt của cái hàng đường phến là nó được cái an toàn thực phẩm nó cao, người không có hóa chất, chỉ có mật mía không. Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều ạ. Để làm cái đường phến này thì nguyên liệu chính của nó là gì ạ? Và nó gồm có những cái phụ gia gì nữa hay không ạ? Nguyên liệu chính của hắn là chỉ có mật. Mật với bỏ thêm ít vối, khá ít, tỷ lệ vối ít thôi thì cái này nó mới lên đường. Chứ còn không, mật không cũng nấu không lên đường. Trong cái quá trình mình quẩy mật như thế này thì mình sẽ sự quẩy khoảng bao nhiêu phút thì là có thể ra cái nguyên liệu đường phến ạ? Bắt đầu là nấu mật, quẩy mật lên để thành nồi đường, đổ ra chảo này để cho nguội lên đóng. Dạ. Rồi khi nào đổ vào cuốn và đóng vào hộp thành 4 con đường. Dạ, như vậy là chúng ta thành 4 công đoạn đúng không ạ. Lăng Thị thì đã nấu xong đường phên rồi ạ. Bây giờ là đang trong quá trình làm nguội ạ.
Quá trình đổ mật để đổ đường bên để vào cuốn rồi ạ. Đổ cái đường phế này vào cuốn này thì mình có phải yêu cầu cái kỹ thuật gì để cho nó đều ra đẹp hả bác? Đều và đẹp thì nói chung là nấu lấy đường cho tuần, rồi là đổ cho đúng thời, đúng lúc, đúng lúc phải đổi đấy là đổ hơi dài, ra đổ hơi chậm ấy. Tức là khi mình nấu xong mà mình quẩy nguội một chút là mình là phải đổ vào luôn ạ, thì nó mới được đều đẹp như thế này đúng không ạ? Dạ. Lưu ý là trong quá trình làm, khi mà làm xong thì để hoàn thiện thì là phải hoàn thành sản phẩm, bỏ vào hộp và đóng thành một cái hộp hoàn chỉnh như thế này, thì lúc đó đây mới được tính là một sản phẩm hoàn thiện. Và cả hai đội lưu ý là chúng ta, thời gian chúng ta đang còn rất ít nữa thôi ạ. Chính vì vậy mà cả hai đội sẽ phải khẩn trương để hoàn thành công việc của mình. Thấy là để làm ra một cái sản phẩm, cái đường mật hoàn chỉnh, đường phên hoàn chỉnh thì nó phải trải qua rất là nhiều công đoạn, và cái công đoạn lâu nhất đó là chính là đợi cho đường phên nó khô đúng không chị? Chị ơi, vậy thì cái quá trình mà mình đợi cho đường nó khô thì khoảng mất bao nhiêu lâu ạ? Khoảng 20 phút ạ. Chị ơi, chị vậy thì cái sản phẩm của mình thì thường là sử dụng đi tiêu thụ ở những nơi nào? Thì đi thị trường trong cả tỉnh và ngoài tỉnh. Và bây giờ xin mời tất cả quý bà con cùng đến được với Hương ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời cả hai đội dừng tay ạ. Và chúng tôi xin mời thành viên ban cổ vấn sẽ đi kiểm tra kết quả cũng như chất lượng của cả hai đội trong phần thi này. Đến trò chơi là nấu đường. Về kỹ thuật thì như vậy là đội làng mới là đủ thời điểm nó vừa đủ chín, cho nên cái khuôn nó được đẹp hơn một tí. Còn đội làng thì gió là đổ hơi muộn, cho nên là nó cực ngay trên lòng chảo. Thế nhưng mà về thời gian thì đổi lần thì lại là nhanh hơn đổi lần mới, xếp được hết số đường vào khuôn. Còn đổi lần mới còn phải bỏ giờ ở bàn. Như vậy phần chơi này chiến thắng thuộc về đổi làng thì. Vâng, như vậy ở phần thi này thì đội làng thì đã giành được 10 điểm và đội làng mới chỉ giành được 5 điểm thôi. Và tất cả quý vị hãy cùng đừng rời màn ảnh nhỏ của chúng tôi, bởi vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi rất hấp dẫn. Quý vị và bà con thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cho các cổ động viên của cả hai đội, đội làng thị và đội làng mới trong phần thi kéo co. Ở phần thi này thì cổ động viên mỗi đội sẽ cử ra cái số lượng người như nhau. Chúng ta sẽ thi đấu trong 3 hiệp. Đội nào thắng được nhiều hiệp hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Đây là cái vạch trung tâm. Đội nào bị kéo qua cái vạch này là đội đó sẽ thua. Hai bên chuẩn bị.
Như vậy là trong phần thi kéo co dành cho các cổ động viên thì đội Lăng Thị đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng cổ động viên của đội Lăng Thị. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Phúc Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã sẽ lên sân khấu để trao quà cho cổ động viên của cả hai đội. Phần quà của cổ động viên của hai đội trong phần thi này đó chính là những phần quà đến từ nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, nhà tài trợ chính của chương trình. Và một lần nữa chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn cả cổ động viên của cả hai đội. Trải qua các phần thi hấp dẫn, sôi nổi và đầy kịch tính của sân chơi quê mình xứ Nghệ, trên tay Thu Hoàng lúc này đây đã có kết quả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại sự quay trở lại của hai đội chơi ngày hôm nay. Đó chính là đội chơi đến từ Lăng Thị và Làng Mới. Xin được chào đón hai đội. Với tổng số điểm là 40, đội Lăng Thị đã đạt giải nhì của sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay ạ. Và giải nhất đã thuộc về đội Làng Mới với tổng số điểm là 45 điểm. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn và nghệ sĩ ưu tú Xuân Lộc, trưởng phòng văn nghệ giải trí của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ lên sân khấu để trao quà cho đội đạt giải nhì. Chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng đội Lăng Thị. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn, và ông Trần Cung Thư, đại diện nhãn hàng phân bón Phú Mỹ sẽ lên sân khấu để trao quà cho đội đạt giải nhất đội Làng Mới. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng đội Làng Mới. Và một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn ông Lê Hồng Sơn và ông Trần Cung Thư. Thưa quý vị, tới đây thì sân chơi quê mình xứ Nghệ được diễn ra tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn cũng xin được kết thúc. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị và bà con đã cùng tham gia đồng hành ủng hộ cùng với chương trình. Và cảm ơn nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, nhà tài trợ chính của chương trình. Và chúng tôi sẽ đi khắp muôn nơi để giới thiệu tới tất cả quý vị những nét văn hóa đặc trưng, những nét đẹp của quê hương xứ Nghệ. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.